Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám. Ma-cô chương 1 từ câu 21 đến câu 28. Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Trong Tin Mừng theo Thánh Ma-cô, ta không thấy có những bài giảng dài như Tin Mừng Ma-thêu hay Gio-an. Nhưng bù lại, Ma-cô đã kể khá nhiều phép lạ của Đức Giêsu. Khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là hội đường vùng Ca-phác-na-um vào một ngày Sa-bát. Theo Ma-cô, Đức Giêsu đã bắt đầu sứ vụ từ đây. Chúng ta cần xem Ngài đã sống ngày Sa-bát như thế nào. Trước hết, Ngài đã vào hội đường và giảng dạy. Thánh Ma-cô không kể lại nội dung của bài giảng.
chỉ cho biết là người ta sửng sốt khi nghe Ngài, vì cách Ngài giảng đầy uy quyền và lời giảng thì mới mẻ. Phép lạ đầu tiên Đức Giê-xu làm ở hội đường này là trừ quỷ. Ở đây có một người đàn ông bị thần ô uế ám. Trước sự hiện diện của Đức Giê-xu, anh ta sợ hãi nên kêu lên: "Ông Giê-xu Nazareth, ông đến tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Sự hiện diện của đấng thánh cũng đủ làm cho thần ô uế phải khiếp sợ, vì ô uế và thánh thiền không đội trời chung, và đấng thánh thiền có khả năng triệt phá thần ô uế. Lời của Đức Giê-xu bây giờ là lời trừ quỷ, lời quát mắng, lời ra lệnh đầy uy quyền, lời khiến thần ô uế phải tuân theo. Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế đã nhập vào và làm người ấy bị tha hóa, bị mất tự do, bị chi phối và sai khiến như một nô lệ. Lời Đức Giê-xu là lời giải phóng, để anh ấy được thật sự là mình, được giải thoát khỏi tình trạng ô uế. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới bị ô nhiễm, từ không khí, nước uống đến những sản phẩm nhiễm độc của con người. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là bầu khí ô nhiễm về tinh thần. Bầu khí ô uế của xét thấm vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Xin Đức Giê-xu trả lại cho ta sự trong sạch nơi cái nhìn, sự trong trắng nơi trái tim và sự trong suốt nơi mọi cuộc gặp gỡ. Lạy Chúa Giê-xu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.
xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. Ngày 9 tháng 1, Thánh Julian và Thánh Basilisa. Thánh Julian và Thánh Basilisa là hai vợ chồng. Họ sống trong đầu thế kỷ thứ tư. Vì lòng yêu mến Thiên Chúa, họ trở thành các anh hùng khi biến nhà của mình trở thành bệnh viện để chăm sóc người nghèo, người đau yếu, cô đơn. Thánh Julian chăm sóc các ông, còn Thánh Basilisa chăm sóc các bà. Hai vợ chồng nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người họ phục vụ, và họ thi hành công việc này không vì tiền bạc hay bất cứ phần thưởng nào khác. Chúng ta không biết nhiều về cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng này. Tuy nhiên, chúng ta biết Thánh Basilisa từ trần sau khi bị tra tấn vì sự bách hại đức tin. Thánh Julian sống lâu hơn, ngài tiếp tục công việc phục vụ tha nhân. Sau này, Thánh Julian cũng chết tử vì đạo. Thánh Basilisa và Thánh Julian đã dành trọn cuộc đời để giúp đỡ người khác và phục vụ Thiên Chúa. Họ đã vun trồng hạt giống đức tin bằng một đời sống thánh thiện. Họ đã tưới bón hạt giống đức tin ấy để nó lớn lên bằng chính máu đào của mình đã đổ ra vì Đức Giêsu Kitô. Noi gương hai thánh, chúng ta cũng tự đạo hàng ngày khi cố gắng hy sinh các tiện ích của đời sống vật chất mà giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.